Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự buổi trưa. Việt Anh và Cẩm Tú xin kính chào quý thính giả đang đến với bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tv vn Bản tin trưa nay với những nội dung đáng chú ý sau đóng góp nhiều ý kiến giá trị cho các nội dung kỳ họp. Giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2023. Thu hồi đất để thực hiện các dự án vì lợi ích quốc gia công cộng. Hơn 60.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa Tết. Tăng nhập khẩu xăng dầu đến năm sau. Sử phạt một số cơ quan báo chí vi phạm về tôn trị mục đích. Mỹ cấp phép sử dụng vắc xin Covid-19 cải tiến cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Google phải xóa dữ liệu tìm kiếm không chính xác. Do bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý thính giả ngày 9 tháng 12 là ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ sáu hội đồng dân tỉnh khóa 10 trong phiên làm việc buổi sáng báo cáo kết quả thảo luận của các tổ đại biểu đã diễn ra vào ngày 8 tháng 12 ba tổ đại biểu với 53 ý kiến tầm huyết trách nhiệm đóng góp cho các nội dung trên kỳ họp. Trong lĩnh vực kinh tế xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm yêu cầu đánh giá chất lượng công trình, xác định đây phải là kết quả mục tiêu mà công tác xây dựng cơ bản hướng đến. Từ đó đặt ra yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Lĩnh vực văn hóa xã hội đề nghị có giải pháp cho tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, thiếu giáo viên và thiếu an toàn trong môi trường học đường. Đại biểu đề nghị đưa chỉ tiêu cung cấp nước sạch, chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ bao phủ rừng vào nhiệm vụ giải pháp kinh tế xã hội năm 2023 nghị quyết về chính sách thu hút hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao hỗ trợ công chức viên chức nhân viên ngành y tế tỉnh tây ninh thì cần đưa vào giai đoạn thực hiện vào nghị quyết để đảm bảo tính khả thi đúng quy định pháp luật tại phiên thảo luận đã có 25 ý kiến đã được giải trình 28 ý kiến được ghi nhận Tại phiên làm việc vào sáng ngày 9 tháng 12, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu về các nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình kỳ họp, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ giải quyết giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Sau báo cáo kết quả thảo luận của các đại biểu, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có phát biểu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đóng góp. Qua đó, một số nội dung của dự thảo nghị quyết đã được bổ sung điều chỉnh. Một số ý kiến đóng góp sẽ giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành trong nhiều lĩnh vực. Nhận định về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2022, ông Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, một số kết quả lần đầu tiên tỉnh Tây Ninh đã đạt được. Đây chính là kết quả của sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nỗ lực của các tầng lớp nhân dân. Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm, 100% các chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh ta đều vượt so với nghị quyết của tỉnh ủy, của hội đồng nhân dân đã đề ra thu ngân sách hoàn thành trước thời gian quy định 2 tháng, với tổng thu ngân sách lần đầu tiên vượt trên ngưỡng 11.000 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ khởi sắc, đặc biệt là du lịch, doanh thu du lịch đạt trên ngưỡng 1.000 tỷ đồng, tăng 200% về lượng khách du lịch và là một trong 5 điểm thu hút lượng khách du lịch lớn cả nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất từ trước đến nay, 6,4 tỷ đô la Mỹ. Tây Ninh được xếp trong 10 nhóm tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất nước đạt 96%, tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại quan trọng. Để phát huy các kết quả đạt được, giữ đà tăng trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đã đặt ra các chỉ tiêu, mục tiêu rất cao trong năm 2023. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhận định năm 2023 có rất nhiều khó khăn, thách thức, tình hình khu vực và quốc tế sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023. Trong đó có một số giải pháp đáng chú ý như sau. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện, triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng sau đại dịch triển khai đồng bộ và quyết liệt các chính sách hỗ trợ phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, đẩy mạnh cơ cấu lại nội ngành và giữa các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất theo Nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương năm khóa 13 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện nghiêm đúng quy định của pháp luật trong công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án đầu tư, phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong phiên làm việc sáng ngày 9 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh đã quyết nghị thông qua một số nghị quyết, trong đó có nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, tỉnh sẽ thu hồi 398,33 hecta đất để thực hiện 76 dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội di lịch quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau. Các dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình di tích lịch sử văn hóa, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, nhà dân gồm có 5 dự án với tổng diện tích 0,62 hecta các dự án xây dựng đường giao thông thủy lợi cấp nước thoát nước điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị, công trình thu gom xử lý chất thải, 69 dự án với tổng diện tích 338,12 ha. Các dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, một dự án với tổng diện tích 9,73 ha. Các dự án khác, một dự án với tổng diện tích 49,86 ha. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất nếu có sai số đo đạt thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế. Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh về thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh là cơ sở để Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023, cấm huyệt trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt. Tối 8 tháng 12, tại căn cứ Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, diễn ra chương trình Tiếp bước truyền thống hào hùng do Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tổ chức. Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đây không chỉ là dịp để câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam về thăm lại chiến trường xưa, ôn lại kỷ niệm cũ mà còn là đợt sinh hoạt chính trị để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Cách nay 62 năm, các thế hệ thanh niên đã trực tiếp chiến đấu, vượt qua khó khăn tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước hơn 2.000 liệt sĩ của đoàn thanh niên các cơ quan trung ương cục miền Nam đã anh dũng hy sinh. Những người ở lại vẫn tiếp tục chiến đấu, có nhiều cống hiến trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong đó có nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm bày tỏ niềm xúc động, sự tri ân trước những công lao đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên các cơ quan trung ương cục miền Nam đồng thời nhấn mạnh tuổi trẻ Tây Ninh cần kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên đi trước, không ngừng phấn đấu tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Với phương châm nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, tiếp lửa thanh niên, tại chương trình Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến đoàn thanh niên các cơ quan trung ương cục miền Nam trao tặng kỷ niệm chương cho phòng 180 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trao gửi lá cờ truyền thống hào hùng của tuổi trẻ ER cho tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tặng 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi là con em của các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng vượt khó học tốt, tặng 5 phần quà cho các đồn biên phòng có thành tích xuất sắc mỗi phần 10 triệu đồng, đồng thời trao tặng quà cho mẹ của các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh. Bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe những thông tin thời sự trong nước và thế giới. Trước tiên là phần tin trong nước. Thưa quý thính giả, Bộ Công Thương đang chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước tăng cường năng lực sản xuất và các doanh nghiệp nhà nước tăng số lượng nhập khẩu ít nhất đến tháng 6 năm 2023, đồng thời tiếp tục ra soát để xuất cập nhật kịp thời chi phí phát sinh vào công thức tính giá cơ sở để tiếp tục điều chỉnh nếu có các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định nhất là hành vi đầu cơ trục lợi hoặc găm hàng chờ tăng giá đồng thời nghiên cứu đề xuất để có cơ chế tháo gỡ khó khăn về giống kinh doanh xăng dầu cho từng trường hợp cụ thể các giải pháp này nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong bối cảnh xăng dầu vẫn chịu biến động lớn từ thị trường thế giới theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đã dành nguồn vốn 22.000 tỷ đồng để chuẩn bị hàng hóa trong 2 tháng Tết. Dự báo nguồn hàng tăng khoảng 2 đến 3 lần so với các tháng bình thường. Trong khi đó tại Hà Nội, thành phố đã chuẩn bị 290.100 tấn gạo, 57.900 tấn thịt heo, 19.200 tấn thịt gà, 387 triệu quả trứng gia cầm, 322.500 tấn rau củ, 156.000 tấn trái cây phục vụ 3 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ước tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 39.500 tỷ đồng. Hiện các kênh phân phối trên cả nước đã chuẩn bị nguồn hàng dự trữ đảm bảo cho dịp Tết. Ước tính dự trữ hàng hóa tăng khoảng 7 đến 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu mua sắm Tết cũng ước tính sẽ tăng khoảng từ 4 đến 7%. Giá các mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ so với các năm trước. Bộ Công Thương vừa có đề xuất bổ sung quy định liên quan đến phát triển chợ đêm, đồng thời mong có hành lang pháp lý chế tài kiểm soát vấn đề xã hội. Theo Bộ Công Thương, chính sách phát triển chợ đêm sẽ giúp thu hút khách du lịch, mặt khác tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho những cá nhân tham gia kinh doanh tại chợ đêm. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng trong quá trình vận hành của chợ đêm có thể làm phát sinh những vấn đề xã hội như tiếng ồn, an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng nếu không có hành lang pháp lý chế tài phù hợp để bảo đảm phát triển chợ đêm cũng như kiểm soát tốt các vấn đề xã hội. Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong năm nay, cơ quan này đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích nhằm chấn chỉnh hoạt động báo chí. Trong đó, có 10 quyết định xử phạt cơ quan báo chí đối với hành vi thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, một quyết định xử phạt cá nhân đối với hành vi cử phóng viên hoặc giao quyền cho cấp dưới cử phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 700 triệu đồng sau khi làm việc với các đoàn thanh tra của bộ thông tin truyền thông các cơ quan báo chí nhận ra những sai sót khuyết điểm chấp hành quyết định xử phạt có văn bản cam kết cụ thể về biện pháp kế hoạch chấn chỉnh hoạt động Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý thính giả, ngày 8 tháng 12, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 cải tiến của các hãng Moderna và Pfizer-BioNTech làm mũi tăng cường cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Theo FDA, vaccine cải tiến của Moderna sẽ được sử dụng như mũi tiêm tăng cường cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, 2 tháng sau khi hoàn thành hai mũi tiêm vaccine cơ bản của hãng trong khi đó vaccine mới của hãng Pfizer and BioNTech sẽ được sử dụng như liều tiêm thứ ba cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi chưa hoàn thành 2 mũi cơ bản hoặc chưa tiêm mũi thứ ba. Những trẻ đã hoàn thành 3 mũi cơ bản bằng vaccine cũ của hãng Pfizer-BioNTech chưa đủ điều kiện để tiêm vaccine cải tiến của hãng. Theo số liệu của chính phủ Mỹ, tính đến ngày 30 tháng 11 vừa qua, mới chỉ có 2,7% trẻ em dưới 2 tuổi và chưa đầy 5% trẻ từ 2 đến 4 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoàn thành 2 mũi tiêm cơ bản. Quyết định của FDA được đưa ra trong bối cảnh các bệnh viện của Mỹ hiện đang phải đối mặt với tình trạng quá tải với số lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp, như cúm và COVID-19. Số ca nhập viện do cúm đã mức cao nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây, trong khi số ca nhập viện do mắc COVID-19 cũng đã tăng khoảng 15% đến 20% trong tuần qua. Công ty Google của tập đoàn Alphabet phải xóa dữ liệu khỏi các kết quả tìm kiếm trực tuyến nếu người dùng có thể chứng minh dữ liệu đó không chính xác. Đây là phán quyết vừa được Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đưa ra hôm 8 tháng 12 theo phán quyết trên công cụ tìm kiếm google phải xóa bỏ những thông tin được tìm thấy trong nội dung tham chiếu mà người yêu cầu xóa chứng minh được rằng thông tin đó rõ ràng không chính xác phán quyết được tòa án công lý liên minh châu âu đưa ra sau khi tiếp nhận vụ kiện từ một tòa án ở đức cụ thể một nhóm công ty đầu tư đã đệ đơn kiện yêu cầu google xóa bỏ các kết quả tìm kiếm gắn danh tính của họ với một số bài báo chỉ trích các mô hình đầu tư của nhóm đồng thời xóa bỏ hình ảnh thu nhỏ của họ khỏi các kết quả tìm kiếm tuy nhiên phía google đã từ chối các yêu cầu trên Hồi năm 2014, tòa án công lý liên minh châu Âu từng ra phán quyết rằng mọi người có thể yêu cầu các công cụ tìm kiếm như Google xóa bỏ thông tin không chính xác hoặc không liên quan đến nội dung tìm kiếm. Ngày 8 tháng 12, liên minh châu Âu đã nhất trí cho phép Russia tham gia đầy đủ vào khu vực miễn thị thực Schengen kể từ đó năm 2023. Tuy nhiên, Romania và Bulgaria sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa trong thông báo được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng nội vụ EU, Cộng hòa Séc, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU thông báo, các bộ trưởng đã phê chuẩn quy chế thành viên khu vực miễn thị thực Schengen của Croatia từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Như vậy, Croatia sẽ trở thành thành viên thứ 27 của khu vực này. Trong khi đó, việc gia nhập Schengen của Bulgaria và Romania đã dấp phải sự phản đối của Áo, với lo ngại rằng việc chấp nhận hai nước này sẽ làm tăng số lượng người nhập cư. Về phần minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết nước này sẵn sàng đối thoại để tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Khu vực Schengen là khu vực tự do đi lại lớn nhất thế giới và hiện có 26 quốc gia, trong đó có 22 nước thành viên EU cùng như Ireland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ. Khoảng 1,7 triệu người đang sống ở một quốc gia Schengen và làm gì tại một quốc gia khác trong khu vực này. Các quy định cuối cùng về việc mở rộng Schengen đều phải được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối của các nước thành viên và đến đây bản tin thời sự buổi trưa của đài phát thanh truyền hình tây ninh xin được khép lại chương trình do biên tập viên nguyệt hồ các phát thanh viên cẩm tú việt anh kỹ thuật viên kim chi thực hiện hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo thân mến chào tạm biệt